Đây là thác nước lớn nhất thế giới nằm ở biên giới Mỹ-Canada. Những hình ảnh ghi lại cho thấy thác nước hùng vĩ này đang trở thành những thác băng vô cùng ngoạn mục cùng sự xuất hiện của cầu vồng. Nhiều du khách đã tranh thủ ghi lại hình ảnh độc đáo này. Dự kiến tuyết sẽ tiếp tục rơi trong ngày hôm nay theo giờ địa phương với nền nhiệt cao nhất ở mức 3 độ C.